Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Nay em mới đi công việc 2 ngày giờ mới về đến nhà làm luôn video cho mọi người. Mọi người thông cảm nha. Em mới nhận được donate 150.000 nữa nên em sẽ ra thêm 5 tập chia vào ngày mai và ngày kia nha cả nhà. Đây là video chuyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 2830 đến 2834. Tập 2830. Hình ảnh quay về, Diệp Thần Thân ở một phiến đen nhánh bên trong. Cố nhiên đen nhánh, nhưng diệp thần có thể cảm giác tới đây linh khí cực kỳ đậm đà nếu là ở nơi này tu luyện tất nhiên so ở thiên nhân vực hiệu quả tốt trên gấp 10.000 lần cái này chẳng lẽ chính là linh vương mộ một tòa mộ vì sao linh khí đậm đà như vậy diệp thần không do dự nữa sử dụng đạo linh lửa lửa màu sắc ngay tức thì chiếu sáng diệp thần hết thảy trước mắt diệp thần phát hiện mình đưa thân vào một nơi trong tế đàn tế đàn rất lớn trung ương nhất lơ lửng một tòa toàn thân huyền băng chế tạo quan tài băng mà quan tài băng chung quanh vách tường, tràn đầy bích họa và cổ xưa phù văn. Đây đúng là một tòa mộ. Sợ rằng cái này quan tài băng bên trong chính là vậy cái gọi là Linh Vương. Linh Vương chính là người bày bố sao. Cũng hoặc là nói, mình hiện tại nhà địa phương, chính là cái này long môn bí cảnh cơ duyên lớn nhất. Diệp thần hướng quan tài băng đi về phía, không có bất kỳ lực cản. Có thể rất nhanh, Diệp thần bước chân dừng lại. Hắn con ngươi phóng đại, cực độ giữ tợn nhìn chằm chằm trong đó một bức bích họa cũng không phải là gặp được cái gì kinh thế hãi tục hình ảnh mà là thấy được đến từ hoa hạ hình ảnh đó là hoa hạ tần lĩnh lấy nam một tòa cổ trấn diệp thần ban đầu vẫn là long hồn huấn luyện viên thời điểm đã từng bất ngờ đi qua mặc dù chưa từng bước vào cổ trấn nhưng diệp thần ngược lại là cảm thấy cái này cổ trấn vị trí không tệ lòng đất có linh mạch uẩn dục trấn nhỏ vẫn thế không tệ nếu như diệp thần ở hoa hạ bất kỳ địa phương thấy cái này bích họa diệp thần đều sẽ không kinh ngạc nhưng giờ phút này hắn nhưng mà ở thiên nhân vực long môn đảo bên trong bí cảnh mà trước mắt lại là một tòa yên lặng vượt qua mấy chục ngàn năm bước ngang qua vô số thời đại một tòa mộ à vì sao gặp mặt hoa hạ cổ trấn dính chỗ này chỗ lộ ra không hợp lý diệp thần đột nhiên nghĩ đến diệp lăng thiên diệp lăng thiên đi hoa hạ đã rất lâu rồi mình lưu lại đưa tin ngọc bội vì sao thật lâu không có động tĩnh còn nữa mình đã từng thấy qua liên quan tới Diệp Lăng Thiên hình ảnh. Hiện tại, Hoa Hạ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dưới mắt, Diệp Thần không cách nào thăm dò Hoa Hạ chân tướng, chỉ có thể từ nơi này linh vương mộ bên trong, phát hiện càng nhiều hơn đầu mối. Diệp Thần nhìn một cái chung quanh bích họa, trừ trước mắt cái này, tất cả bích họa đều cùng Hoa Hạ không liên quan. Mà trước mắt bích họa bên trong, có một đạo đặc thù một chút. Đó chính là ăn mặc một kiện áo đỏ cô gái, tay cô gái cầm cổ bàn, Ánh mắt lộ ra ác liệt, ngửa mặt trông lên thương khung. Tựa hồ không cam lòng. Vừa tựa hồ đang đợi cái gì? Trừ cái này ra, đừng vô tuyến tìm. Diệp Thần đem cái này bức bích họa sâu đậm khắc ở đầu óc bên trong, rồi sau đó, tiếp tục hướng quan tài băng đi tới. Ngay tại Diệp Thần muốn càng đến gần lúc đó, vẫn không có động tĩnh thần ấn lại có thể lên tiếng. Mau mau mau. Ta cảm giác được năng lượng, cái này quan tài băng bên trong năng lượng có thể để cho ta khôi phục một nửa trạng thái diệp thần có chút bất ngờ tò mò hỏi thần ấn nói cái này quan tài băng bên trong có đáng sợ như vậy lực lượng phải biết thần ấn toàn bộ dưới trạng thái lại là có thể đối mặt đạo vô cương rất miễn cưỡng đem thần ấn tộc tộc nhân toàn bộ đưa đi thủ đoạn như vậy sợ rằng thái chân cảnh đỉnh cấp cũng không làm được mà đây quan tài băng lại có thể khôi phục thần ấn một nửa lực lượng thần ấn khá là kích động nói nơi này lực lượng và thái thượng thế giới đến rất gần mà đây quan tài băng bên trong, sợ rằng có một kiện thần vật. Nếu không phải bởi vì vật này và ta thuộc tính không đồng nhất, nếu không ta cũng có thể khôi phục trạng thái tột cùng. Diệp thần ngẩn ra, không do dự nữa, đưa tay ra hướng quan tài băng đi. Hơn nữa lẩm bẩm nói. Linh vương tiền bối, chắc hẳn cái này long môn bí cảnh chính là ngài chỉ dẫn ta tới. Đã như vậy, cái này quan tài băng ta liền mở ra. Nếu như quấy rầy, xin hãy tha thứ. Cái này dẫu sao là linh vương địa phương diệp thần hồn thể đổi thành vô tận cự lực hướng hai tay phun trào đi rắc rắc một tiếng quan tài băng thật mở ra bất quá để cho diệp thần bất ngờ phải quan tài băng bên trong cũng không có hải cốt càng không có cái gọi là linh vương chỉ có một khối cổ xưa ngọc bội ngọc bội bên trong có khắc một đạo cổ xưa phù văn ngược lại là và thần ấn có chút tương tự chẳng lẽ ngọc bội này vậy là tới từ thái thượng thế giới mấu chốt vì sao nơi này không có linh vương hết thảy chẳng lẽ lưu một khối ngọc bội mưu toan mang thiên quá hải linh vương còn sống diệp thần chân thực không biết cái này linh vương cùng với xây dựng một phe này tự tại thiên vị kia đại năng kết quả như thế nào suy nghĩ chẳng lẽ đây là cái gọi là bố trí diệp thần năm ngón tay nắm chặt ngọc bội kia chính là bay tới có thể làm diệp thần chuẩn bị nắm chặt ngọc bội lúc đó một cổ đau nhói cảm giác đột nhiên tấn công tới rồi sau đó diệp thần kinh hãi phát hiện tay mình bị ngọc bội vạch ra một vết thương. Máu tươi lại là dính liền đúng khối ngọc bội. Ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc thanh âm vang lên, "Diệp Thần, tơ ư có cái gì không đúng?" Ngọc bội này. Huyền Hàn Ngọc còn chưa nói hết, nhưng Diệp Thần diễn cảm như là cực độ kinh hoàng, lại nữa lãnh đạm. Hôm nay có thể để cho Diệp Thần như vậy biến sắc sự việc, đã hiếm thấy. Làm ngọc bội dính liền mình máu lúc đó, Diệp Thần như là cảm giác phát hiện ngọc bội này bên trong lại có một chút luân hồi lực cái này luân hồi lực không thuộc về mình, mà thuộc về những người khác. Chẳng lẽ cái này linh vương vậy có luân hồi huyết mạch? Diệp thần lẩm bẩm nói. Nhưng mà, hoang lão nhưng là ngắt lời nói, thằng nhóc, luân hồi huyết mạch là thế gian độc nhất vô nhị, luân hồi nhất tộc xác thực tồn tại, nhưng cũng chỉ uẩn dục liền ngươi có luân hồi huyết mạch mà thôi. Bất quá từ hơi thở đi lên xem, đối phương nhưng là cũng là luân hồi nhất tộc. Nếu như ta không đoán sai, cái này long môn bí cảnh, chính là dẫn ngươi tới, Diệp Thần nhìn một cái ngọc bội, đem ngọc bội nhận lấy. Ngọc bội bên trên, dính mình máu đã khô khốc. Huyền tiên tử, ngọc bội này ta có thể hay không hấp thu trong đó lực lượng, mạnh mẽ mình. Diệp Thần đột nhiên nghĩ nói. Huyền Hàn Ngọc trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, ngọc bội này ở giữa năng lượng quá mức khủng bố, chỉ sợ là cái này long môn trong bí cảnh cơ duyên lớn nhất. Nếu như là người khác, nhất định không cách nào hấp thu, nhưng đối với ngươi, nói không chừng thật có thể hấp thu bất quá ngươi cũng không cần hấp thu quá nhiều hấp thu một phần chia còn dư lại để lại cho thần ấn hấp thu hoặc giả là lựa chọn tốt hơn đúng rồi diệp thần cẩn thận một chút ta cảm giác được một đôi mắt ở rình rập ngươi diệp thần tự nhiên cũng có loại cảm giác này nhưng là bằng vào hắn cảm giác lại không cách nào xác định loại cảm giác này đến từ nơi nào diệp thần khóe miệng phát họa một đạo nụ cười nếu đạt được ngọc bội chẳng qua rời đi là được hắn xoay người liền hướng bên ngoài đi một bước, hai bước, có thể đi ở bước thứ ba thời điểm. Diệp thần lại phát hiện mình không cách nào lên đường. Thân thể tựa như vào giờ khắc này định cách. Giống như có người dùng thiên yêu thần tìm vây khốn mình. Luân hồi chi chủ, ta có để cho ngươi rời đi sao? Ngay tại lúc này, một đạo cổ xưa lại thanh âm thần bí đột nhiên vang lên. Diệp thần ngược lại là không có bất kỳ bất ngờ, khóe miệng phát họa một đạo nụ cười, xoay người, nhưng là phát hiện, chẳng biết lúc nào, quan tài băng bên trên xuất hiện một đạo không gian vết rách không gian vết rách bên trong phảng phất là một cánh cửa cánh cửa kia mở ra một cái âm lãnh lại mang mặt nạ người đàn ông đứng ở vô số trên thi thể thi thể như núi nhỏ vậy càng như người đàn ông này ngai vàng quỷ dị hơn phải người đàn ông kia ánh mắt lại để cho thời khắc này diệp thần cảm thấy một chút đến từ tử vong chỗ sâu cảm giác uy hiếp đối phương rất mạnh thậm chí vượt qua mình nhận biết mạnh không chỉ như vậy diệp thần thậm chí phát hiện mình vào luân hồi mộ địa thậm chí còn hoang lão huyền hàn ngọc đám người câu thông đều bị đánh gãy tựa như giờ khắc này cả thế giới chỉ có đối phương và mình người đàn ông thân hình cao lớn cố nhiên mang mặt nạ nhưng diệp thần có thể cảm giác được khóe miệng hắn nghiền ngẫm ngươi là ai ngươi chính là vậy linh vương diệp thần hỏi linh vương nam tử cười ngươi cũng quá xem nhẹ ta ngươi bất kỳ không có tư cách ở ta trước xương vương Diệp Thần thần sắc trầm xuống, hắn biết rõ cái này người đàn ông lai lịch so mình tưởng tượng còn lớn hơn. Bất quá, trên mặt hắn như cũ lãnh đạm, gần từng chữ, ngươi để cho ta bước vào cái này long môn bí cảnh, chính là vì xem ta một mắt. Vẫn là nói, ngươi muốn giết ta. Nam mặt nạ từ thi thể trên núi nhỏ, từng bước một đi xuống, thậm chí để cho Diệp Thần cảm thấy, đối phương đã đến gần mình. Bất quá nam tử hiển nhiên không cách nào vượt qua không gian cách trở, như cũ đứng ở đó một đầu hắn ngưng mắt nhìn diệp thần ánh mắt bên trong phảng phất là tưởng nhớ là nhớ lại đột nhiên hắn mở miệng nói ngươi ta có thể nói là một loại người nhưng là ta không rõ ràng vì sao luân hồi nhất tộc lựa chọn ngươi thủy nguyên cảnh đường đường luân hồi chi chủ hiện tại nhưng chỉ có thủy nguyên cảnh chân thực buồn cười diệp thần thần sắc không đổi gần từng chữ ngọc bội này là ngươi để lại cho ta còn nữa ngươi kết quả muốn làm gì nam tử nhìn một cái tay mình tựa hồ có chút nhập thần đột nhiên hắn chợt ngẩng đầu vậy như lưỡi đao giống vậy trong mắt chỉ như vậy trực tiếp nhìn chằm chằm diệp thần nói ngọc bội không phải ta lưu lại bất quá cái này cũng không trọng yếu có lẽ có người thật lấy vì ngươi có thể chấp trưởng hết thảy lật đổ hết thảy ta vốn đang đối với ngươi có chút lo lắng nhưng hiện tại tới xem ngươi bất quá là một con kiến hôi không lại có luân hồi huyết mạch con kiến hôi ngươi không xứng trở thành ta kẻ địch đời trước ngươi đối với ta mà nói là một cái không đáng kể con kiến hôi, cái này nhất thế, cũng vậy. Còn nữa, ngươi nếu muốn biết ta tên chữ, ta liền nói cho ngươi, ta là Diệp Lâm Uyên. Lời nói rơi xuống, một cổ cực hàn chi khí lại từ vết nứt không gian bên trong cuốn tới. Chỉ riêng hơi thở sẽ để cho Diệp Thần thần hồn chấn động. Diệp Thần trên mình lại là nhiều từng đạo vết thương gây dựng. Hơn nữa, lấy Diệp Thần khủng bố sinh mệnh lực, lại không cách nào khôi phục. Diệp Thần lần đầu tiên cảm giác được mình và đối phương tới giữa chênh lệch. Diệp Lâm Uyên. Người này kết quả là ai? Còn nữa, lời nói của đối phương tới giữa, hiển nhiên cùng mình kiếp trước quen biết. Ban đầu rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lại vì sao, trong trí nhớ của mình không có xuất hiện qua danh tự này. Đột nhiên, Diệp Lâm Uyên diễn cảm hơi biến hóa, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, bất ngờ nhìn Diệp Thần, rồi sau đó, lẩm bẩm nói. Thì ra là như vậy. Ta thay đổi chú ý, ngươi biết chết, cái này linh vương mộ là được vì ngươi phần mộ đi. Một giây kế tiếp, một đạo kinh thiên kiếm ý phá không tới. Diệp Lâm Uyên căn bản không có động kiếm, nhưng kiếm ý này võ đạo ý vận, nhưng là Diệp Thần đều không cách nào nắm giữ. Diệp Thần có lý do tin tưởng, người này thực lực, thậm chí ở thái thượng thế giới đều là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Diệp Thần muốn chống lại, nhưng phát hiện mình tất cả lực lượng đều không cách nào vận dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm ý càng ngày càng lớn, cuối cùng cách mình bất quá một xích. Diệp thần tỉnh táo lại, suy tính một ít phương pháp phá cuộc. Nhưng nhiều hơn nữa lá bài tẩy, vào giờ khắc này hạ, đều không cách nào vận dụng. Thậm chí, Diệp thần cũng có chút mất hết ý chí. Ngay tại lúc này, dị biến nổi lên, huyền linh châu đột nhiên xuất hiện, ngăn trở ở Diệp thần trước người. Trong phút chốc, huyền linh châu và vậy kinh thiên kiếm ý đụng chạm vô tận đợt khí cuộn sạch. Diệp thần thân thể lại là tại chỗ bị tung bay. Nhưng mà, vậy vượt qua hết thảy kinh thiên kiếm ý lại vậy vỡ vụn. Đồng thời, huyền linh châu vậy mờ đi, tựa như lại cũng không có lực lượng. Ai có thể nghĩ tới, một khắc cuối cùng, huyền linh châu sẽ đến hộ chủ. Mấu chốt, huyền linh châu tồn tại, lại chống lại cái này vượt xa thái chân cảnh nhất kích. Diệp Lâm Uyên trong mắt run run, thậm chí phun trào ra một chút lửa giận hắn ghét loại cảm giác này. Hắn không cho phép bất kỳ sự việc vượt qua kế hoạch của mình. Ví dụ như Diệp Thần chết. Nhanh hơn như, thiên nhân vực lại có đồ có thể ngăn trở mình một đạo kiếm ý. Cơn giận đốt trời cháy. Diệp Lâm Uyên chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng vào lúc này, Linh Vương Mộ bên trong phun trào ra cửu luân huyết nguyệt. Một đạo so sạc lại thân ảnh to lớn xuất hiện ở cuồn cuộn bụi đất bên trong. Chính là Nhâm Phi Phàm. Lúc này Diệp Thần đã hôn mê, huyền linh châu và kinh thiên kiếm ý đụng chạm đợt khí đều đủ để nghiền nát phần lớn thái chân cảnh nhưng cũng may diệp thần thân xác mạnh mẽ cũng không nguy hiểm đến tánh mạng thời khắc này nhâm phi phàm ôm trước hôn mê diệp thần thân sắc ngưng trọng hắn nhìn một cái hư không vết rách đầu kia diệp lâm uyên con ngươi huyết nguyệt lưu chuyển sát ý phun trào ngươi không có tư cách động hắn nếu như ngươi không để ý hết thảy quy tắc và trở ngại hạ xuống ta bảo đảm ta nhâm phi phàm cho dù chết cũng sẽ để cho ngươi vĩnh viễn lưu ở chỗ này Diệp Lâm Uyên không nhúc nhích thân. Con ngươi quỷ dị phù văn và nhâm phi phàm huyết nguyệt phù văn đối lập. Thế giới yên tĩnh. Diệp Lâm Uyên có thể cảm nhận được, nhâm phi phàm trên mình không sợ. Nếu như mình thật hạ xuống thiên nhân vực, vậy nhân quả quy tắc tất nhiên sẽ để cho mình bị thương, mà giờ khắc này nhâm phi phàm hiển nhiên có năng lực làm được. Diệp Lâm Uyên trong con ngươi ngọn lửa càng ngày càng thịnh, nhưng rất nhanh, hắn khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười. Nhâm phi phàm, Diệp Thần hai cái danh tự này ta nhớ. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Tan vỡ hư không vết rách, khép lại. Hết thảy khôi phục yên lặng. Nhưng phi phàm nhìn một cái diệp thần, trực tiếp biến dạng hư không rời đi. Xem ra tiếp theo cục diện, so ta tưởng tượng còn muốn gay go Tên này xuất hiện, lại nói trước. Mười ngày sau. Diệp thần đột nhiên mở mắt ra. Hắn thở mạnh, bất ngờ nhìn chung quanh hoàn cảnh hắn hẳn đưa thân vào linh vương mộ mới đúng nhưng mà nơi này hiển nhiên không phải linh vương mộ diệp thần chật vật ngồi dậy diệp lâm uyên một cách kia như cũ để cho hắn thần sắc ngưng trọng thằng nhóc ngươi rốt cuộc tỉnh một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên diệp thần hướng một phương hướng nhìn rồi sau đó diễn cảm cổ quái dược tổ dược tổ tiền bối ta làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này dược tổ híp mắt nói mười ngày trước bạn ngươi đem ngươi đưa tới nơi đây. Ta lại ngoại lệ ra tay một lần. Lúc ấy, ta chưa từng nghĩ qua, ngươi thương thế sẽ nặng như vậy. Cũng may thằng nhóc ngươi sinh mệnh lực kinh người, ta vốn cho là ngươi muốn hôn mê một tháng, kết quả 10 ngày liền tỉnh. Diệp thần ngẩn ra, lại 10 ngày trôi qua. Diệp thần liền vội vàng đứng lên, đối với dược tổ chấp tay nói, cảm ơn tiền bối ra tay, diệp thần nhất định sẽ trả lại phần ân tình này. Bất quá, cái này có phải hay không ý nghĩa khoảng cách nho tổ và huyết thần ước định càng gần. Tập 2831 Hắn vậy rất nhanh nhận rõ thực tế, cái này Diệp Lâm Uyên không biết lai lịch gì, thực lực hiển nhiên không phải mình có thể chống lại. Thà muốn cái này rất xa nhân vật, không bằng suy tính một tí, dưới mắt sự việc. Dĩ nhiên, bữa trước thù, hắn nhất định sẽ báo. Một ngày nào đó, hắn sẽ đem ngày đó thống khổ, ngàn lần gấp vạn lần trả lại cho Diệp Lâm Uyên. Đột nhiên, diệp thần nghĩ tới điều gì nhìn về phía nho tổ đúng rồi dược tổ tiền bối địa tâm diệt châu có thể có tin tức huyền cơ nguyệt tồn tại cuối cùng là uy hiếp bất kể là vì chế ước huyền cơ nguyệt cũng hoặc là là vì mình hắn cũng phải thu được địa tâm diệt châu dược tổ gật đầu một cái ta đang muốn và ngươi nói chuyện này mặc dù địa tâm diệt châu đã biến mất hơn 10.000 năm không quá ta ngược lại là có thể cho ngươi chỉ một chỗ địa phương nào Địa tâm diệt châu xuất hiện địa phương, quấn vòng quanh ngang ngược hủy diệt lực, ngược lại, hủy diệt lực nồng đậm địa phương thì có thể sẽ là địa tâm diệt châu xuất hiện địa phương. Cái này thế gian, nếu như còn có một nơi có thể xuất hiện địa tâm diệt châu, liên chỉ có nơi đó. Diệp Thần trong lòng gấp gáp, cái này đã là lúc nào rồi, lại thế nào vòng vo. Vò. Tiền bối, xin ngài mau nói đi. Diệp Thần cuống cuồng nói. Không phải ta không muốn nói, là ngươi mới vừa cùng liên hệ nhân quả, lúc này đi không thể nghi ngờ là chịu chết à. Dược tổ thở dài, huyết thần trước trên vết thương sấm sét hủy diệt khí, ngươi cũng nhìn thấy. Ngài là nói nho tổ. Hắn nơi đó chính là cõi đời này có khả năng nhất xuất hiện Địa Tâm Diệt Châu hủy diệt chi địa. Dược tổ gật đầu một cái, không sai, cái này thế gian cũng chỉ có hắn có thể đem sấm sét cùng hủy diệt xong đạo cũng tu, như vậy hủy diệt căn nguyên không phải chuyện đùa. Ừ, diệt thần thần sắc trở nên có chút phức tạp, nho tổ cũng là hủy diệt đạo nguyên người tu hành xem ra cái này địa tâm diệt châu lại thêm một người cùng hắn tranh đoạt người sợ dược tổ thấy diệp thần sắc mặt biến hóa hỏi sợ diệp thần gò má hiện ra lau một cái ngông cuồng mà tùy ý nụ cười hắn trước phủ xuống thời điểm ta cũng chưa từng sợ hãi lúc này lại càng không sẽ sợ hãi địa tâm diệt châu nếu vậy vô cùng là thích hợp hắn vậy chúng ta không ngại liền tranh lần trước tranh cũng sẽ không để cho huyền cơ nguyệt chiếm tiện nghi dược tổ lúc này mới gật đầu một cái hắn trước còn có chút lo lắng diệp thần sẽ bởi vì thực lực không đủ mà trực tiếp nhượng bộ lúc này vậy xem rõ ràng cái thằng nhóc này trên mình tràn đầy vô tận cùng phách khí tuyệt đối không phải vật trong ao luân hồi chi chủ kinh thiên bố trí ở trên người hắn hẳn sẽ có một cái hoàn mỹ giải thích được ở nho tổ thần điện ra ngàn giảm chỗ có một nơi thung lũng kêu nho thần cốc nghe nói bên trong cốc này hàng năm phân bố hủy diệt khí là hủy diệt tu luyện tuyệt cao chi địa nếu như địa tâm diệt châu thật phải xuất hiện ở thiên nhân vực nho thần cốc sẽ là nó không hai lựa chọn ta biết diệp thần gật đầu thần sắc đổi được kiên nghị đứng lên may kiếm tinh mắt lộ vẻ được vô cùng chính trực uy nghiêm chỉ là cái này nho thần cốc là nho tổ năm đó chỗ tu luyện cho nên nho tổ đối hắn cực kỳ coi trọng không chỉ có mình lau một cái thần thức chú đóng thậm chí vậy thiết lập mấy chỗ tai mắt trong chừng ngươi muốn đi vào khó lại càng khó hơn diệp thần im lặng kiên định mở miệng nói tiền bối sự việc đã đến tình cảnh này ta không thể tránh né càng không thể chấp tay đem địa tâm diệt châu nhường cho bọn họ chuyến đi này đã thế phải làm dược tổ gật đầu một cái trong tay hiện lên một vật đan dược kia vừa thấy toàn thân tản ra ánh sáng vô tận lóe lên dược văn biểu dương nó cùng người khác không cùng đây là do ta căn nguyên luyện chế ẩn tức đan dược tổ nói đến đây đem đan dược này đưa cho diệp thần sắp bước vào nho thần cốc thời điểm uống nó có thể giúp ngươi lừa gạt được nho tổ ba ngày thời gian ba thiên thời gian vừa quá ngươi nếu như không thể kịp thời rời đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần nhìn cái này trong suốt đan dược, vậy sáng chói thần văn in vào nó bên trên, có thể che đậy đại năng ba ngày thời gian, đan dược này giá trị không giống tầm thường. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần, lần đi nguy cơ trùng trùng, nếu như là chân thực không thể ra sức, không ngại đi vòng vèo, so với vậy cái gọi là địa tâm diệt châu, mạng ngươi, càng quý giá. Dược tổ nhìn Diệp Thần xoay người hình bóng, thấp giọng nói coi như là bị huyền cơ nguyệt lấy được tương lai nhất định cũng có lớn hơn cơ duyên đang chờ người dược tổ thủy trung là cái người tâm thiện lo lắng diệp thần cho mình áp lực quá lớn trấn an nói ừ đa tạ dược tổ tiền bối ngài yên tâm diệp thần nhất định sẽ sống trở về cùng lúc đó ngồi trên hoa sen nho tổ hơi thở đổi được giữ tợn giận dữ trong tay niệm châu ở hắn hai ngón tay tới giữa lại trực tiếp bị tạo thành phấn vụn ở cung điện gió lạnh thổi lất phất dưới phiêu tán ở trên mặt đất đang nửa quỳ ở một bên như một lúc này chính tướng vô số kỳ chân dị thảo bỏ vào một cái toàn thân phơi bày bích ánh sáng màu xanh lá cây đồ đựng bên trong trong tay cầm một cái giống vậy bích lục ngọc thạch chính tướng vậy kỳ chân dị thảo từng cái giã nát nàng thân thể ở nơi này gió lạnh thổi lất phất dưới đột nhiên cứng đờ sau lưng mơ hồ có chút lạnh cả người giống như là cảm giác được sư phó giận dữ liền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía nho tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ sư phụ nhưng mà đã xảy ra chuyện gì mới vừa rồi ta xem bói phát hiện cái này đáng chết dược tổ, lại ra tay. Như vừa nghe đến dược tổ cái này hai chữ, trong lòng đại hỉ, sư phụ, ngài mới vừa nói, nhưng mà dược tổ. Ừ. Nho tổ rên lên một tiếng, nhìn về phía như một rõ vẻ mặt đổi được càng phát ra giận dữ, hắn không cứu được người. Lạnh như băng không có một chút nhiệt độ nói, giống như nước lạnh vậy tưới tắt như một hy vọng. Nho tổ lúc này đang đang bực bội trên, làm sao đem chính là học trò vui mừng để ở trong lòng. Hắn nhìn tính vạn tính, từ đầu đến cuối không có dự liệu được dược tổ không chỉ chữa hết huyết thần tay cụt sau này bố trí vậy uy hiếp đến mình nhưng nếu không phải hắn lúc ấy cũng không có ôm chức tuyệt đối chắc chắn đi tìm khúc trầm vân ở nàng trên mình để lại lau một cái không dễ phát giác thần niệm lúc này có thể còn bị diệp thần bọn họ chẳng hay biết gì huyết thần thật là thật là lớn cơ duyên có thể làm cho diệp thần như vậy khoát đi ra thay hắn tìm chữa trị tay của lương phương không chỉ như vậy hắn mới vừa rồi mơ hồ xem bói đến địa tâm diệt châu dược tổ thậm chí còn diệp thần tới giữa có một đạo nhân quả. Đáng chết dược tổ, lại dám phá hoại ta mưu đồ. Nho tổ trong tay đoàn tụ ra lau một cái sấm chớp mưa bão lực, hung hãn đập về phía mặt đất bên trong. Ngay tức thì hình thành một cái hố sâu to lớn, để cho quỳ dạp dưới đất như một không dám động một tí. Dược tổ đã lánh đời vạn năm, coi như là hắn không tránh đời thời điểm, cùng dược tổ trước kia cũng là từ trước đến giờ chính là nước giếng không phạm nước sông. Lần này biết rõ nhân quả dấu vết tình huống, lại ra tay dính, rốt cuộc là vì sao? Lửa giận từ từ tiêu tán sau đó, còn dư lại chính là không rõ ràng. Nho tổ tự hỏi đối với dược tổ vẫn là khá là hiểu, chỉ là không nghĩ tới đối phương mà lại ở lúc này xuất hiện. Hết thảy đều là bởi vì cái đó diệp thần. Nho tổ lạnh giọng nói. Hắn như vậy còn trẻ, tâm tính lại có thể trầm ổn như vậy, nếu là để cho do hắn phát triển tiếp, hậu quả không thể lường được. Như một, đi cầm trí huyền gọi tới. Ừ, sư phụ, như một gật đầu liên tục, nhanh chóng thối lui ra thần điện bên trong. Như vậy lạnh như băng tàn khốc sư phụ, nàng đã có nhiều năm chưa từng thấy qua. Nho tổ mấp máy hai tròng mắt, lửa giận bên trong còn cất giấu vẻ bất nhẫn, cái này mấy vạn năm tùy ý, lại để cho hắn ở một tiểu tử chưa giáo máu đầu trên mình ăn lớn như vậy thua thiệt. Nhưng nếu không phải đánh giá thấp diệp thần các người, cuồng sinh cùng thánh niệm có lẽ cũng sẽ không chết. Chỉ là, chết chính là chết, thuốc đá uổng đã tới. Huyết thần, đều là bởi vì ngươi nho tổ thanh âm lần nữa tràn đầy vô tận lửa giận hắn cùng huyết thần tới giữa nhân quả ân oán không nghĩ tới cái này vạn năm sau đó lại càng ngày càng nghiêm trọng vô luận ngươi đi tới chân trời góc biển ta cũng sẽ đem ngươi hoàn toàn đánh rơi vậy đạo màu đỏ tươi bóng người có nhiều ít năm là nho tổ ý niệm ác mộng cuồng sinh và thánh niệm máu tươi tựa hồ lại kêu trở về ban đầu như vậy làm người ta cảm giác hít thở không thông còn có diệp thần vô luận như thế nào nhất định phải chết nho tổ tự lẩm bẩm trong miệng vẻ độc ác như là tràn đầy tràn ra ra ủng ùng. một tiếng sấm ở trong hư không thoáng hiện ngay sau đó toàn bộ hư không lại bị lực lượng gì xé nát vậy phát ra vô cùng vô cực tiếng nổ ngồi trên hoa sen nho tổ bóng người đã ở nơi này ngay lập tức bên trong biến mất lại có người đột phá tạo thành lớn như vậy dị tượng nho tổ ánh mắt chăm chú nhìn vậy đạo kẽ nứt hắn ở nho tổ thần điện phạm vi bao trùm bên trong thật ra thì thiết trí một khối trận pháp giống vậy đột phá căn bản không cách nào đột phá trận pháp này bình phong che chở lực. Từng đạo tử vi số mệnh chân nguyên, ở trong hư không toát ra vô hạn hoa sen chạm, một đóa một đóa chồng chung một chỗ tạo thành cùng bạo nữ hoàng uy áp, phóng xạ ở toàn bộ thiên nhân vực bên trên. Nho tổ nhìn đây giống như bao phủ một tầng màu tím màn che đột phá dị tượng, chỉ cảm thấy được so lần trước mãnh liệt hơn. Huyền cơ nguyệt lại đột phá, lại là bởi vì thiên tâm u châu. Trên cái thế giới này có thể không có ai so nho tổ càng rõ kỳ châu, cho dù là dược tổ. Năm đó Kỳ Châu bảo vệ môn phái chia làm hai, hai bên mỗi bên cầm liền một châu rời đi đôi châu sinh trưởng hoàn cảnh. Trong đó cầm địa tâm diệt châu đệ tử, cuối cùng chính là lựa chọn nho thần cốc thành tựu đậu lực, vậy vô tận hủy diệt quy luật, cực kỳ thích hợp thay ngén địa tâm diệt châu. Mà hắn mặc dù có thể tu hành sấm xét đại đạo đồng thời, còn có thể phụ tu hủy diệt đại lộ, đắc ý nhất chỗ, vậy không ai bằng có một phe này rồi giàu vô cùng hủy diệt quy luật chi địa. Hôm nay thiên tâm U Châu đã hiện thế, địa tâm diệt châu tất nhiên vậy sẽ sắp ra đời thượng giới nữ hoàng cung điện bên trong từng luồng tiên hà thụy thải như bay hoa vậy phân rơi xuống vô số tiên khí lăn xuống bao phủ cả tòa nữ hoàng thiên cung rắc rắc huyền cơ nguyệt dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra nuốt thiên tâm u châu sau đó nàng trong cơ thể tử vi số mệnh thuật phóng lên cao trực tiếp xuyên qua bầu trời đánh vỡ vô số nặng bình phong che chở ở ở giữa thiên địa sinh ra lớn mạnh như vậy dị tượng huyền cơ nguyệt thần giác toát ra vẻ mỉm cười không nghĩ tới cái này thiên tâm u châu lại có uy năng như vậy nếu như ta có thể đem địa tâm diệt châu vậy cùng uống thật là tốt biết bao vô thượng nữ hoàng uy nghiêm thô bạo tràn ngập ở trong bầu trời sẽ để cho thiên nhân vực bên trong mọi người làm chứng nàng một lại đột phá cùng lúc đó nho tổ thực hiện rơi vào nho thần cốc phương hướng nếu diệp thần là đời này luân hồi chi chủ vậy hắn vì sao trông cho mượn dùng huyền cơ nguyệt tay đem hoàn toàn trừ đi như một thước tha bóng người chậm rãi đi tới một nơi cung điện trước còn không có cùng nàng đến gần lượn lờ mây khói đã từ khe hở bên trong lưu truyền ra đàn sáo thanh nhạc ở bên trong thỏa thích khảy thậm chí như một còn có thể nghe được cô gái thở gấp tiếng chí huyền sư huynh như nhẹ một chút nhẹ lên ò cửa cung điện chí huyền cực tốt cô gái tuy cùng là nho tổ đệ tử thân truyền bọn họ tới giữa như không thạo lợi hại canh kết cửa cung điện bị kéo ra lộ ra một người đầu chọc nam tử nam tử mặc cả người màu trắng tăng bào trên cổ treo một chùm thật dài niệm châu trên chân đạp một đôi giày cỏ nếu như không phải là phơi bày ở ngoài da thịt còn có loang lổ môi đỏ mọng dấu vết, thật sự là một bộ khổ hạnh hòa thượng điệu bộ. Sư phụ tìm ta. Không chờ như vừa nói, Chí Huyền đã mở miệng trước. Ừ. Như gật gật đầu, sư phụ không thích người bộ dáng này, thu thập xong sẽ đi qua. Chí Huyền gật đầu một cái, hướng cung điện bên trong phất tay một cái, tỏ ý các nàng rời đi. Là bởi vì là cuồng sinh và thánh niệm sự việc. Chí Huyền trong lòng sớm có suy đoán, lúc này nhìn về phía như một diễn cảm mặc dù là hỏi thái độ nhưng lại là giọng khẳng định ừ bất quá sư phụ dẫn giữ dị thường ta đã rất nhiều năm không có gặp qua hắn bộ dáng này trí huyền gật đầu một cái thu thập xong dáng vẻ cả người thoáng qua tới giữa đã biến mất ở như một tầm mắt bên trong so với cuồng sinh nho nhã đoan trang thánh nghiệm âm ngoan là máu trí huyền yêu thích sắc đẹp như vậy đặc điểm thủy chung là không cách nào cùng hai người trước như nhau đây cũng là vì sao rõ ràng đều là nho tổ đệ tử thân truyền thiên nhân vực bên trong nhưng ít có người biết trí huyền danh tự này nhưng như một lòng bên trong nhưng rất hiểu sư phụ mười phần coi trọng trí huyền thậm chí vượt qua xa cuồng sinh cùng thánh niệm sư phụ thường nói nhất chính là cuồng sinh cùng thánh niệm là hai chui cực kỳ sắc bén đao kiếm như là trí huyền quả thật vậy tay cầm đao kiếm người như một biết nếu như có một ngày nho tổ thần điện cần một vị mới đại năng vậy người này chỉ có thể là trí huyền cái này từ nhỏ thông minh dị thường sở trường mưu lược thủ đoạn không cùng tầng xuất người mới là nho tổ chân chính coi trọng người ùng ùng trí huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đây là có người đột phá dị tượng có thể làm cho nho thần cốc thấy dị tượng nhất định phải cùng tầm thường vậy một chùm oanh màu tím màn tre ngưng trệ một cái ở trong hư không vô tận tử vi nữ hoàng khí triển hiện đột phá người cao nhất uy tín lại là huyền cơ nguyệt trí huyền nhìn cái này dị tượng nói hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy huyền cơ nguyệt lần đột phá này không giống tầm thường như vậy hơi thở chẳng lẽ là mượn vậy kiện thần vật chí huyền chán tới giữa lộ ra lau một cái thần bí khó lường nụ cười sự việc thật giống như càng ngày càng có ý tứ nho tổ ngồi xếp bằng ở hoa sen tòa bên trên trong tay xuất hiện một khối to lớn hoa sen mệnh bàn vậy mệnh bàn một trượng vuông vắn bên trong tựa hồ có một tầng mong mỏng hơi nước khí đang chậm rãi ẩn dưỡng trước vô số hoa sen nho tổ răng môi thay đổi từng luồng thần niệm đã hướng vậy hoa sen mệnh bàn đi huyền tức một đóa đóa kim liên ở nơi này mệnh bàn bên trên từng cái tách thả ra tựa hồ biểu dương vạn sự thuận lợi chỉ là nho tổ sắc mặt nhưng ở cái này một đóa một đóa tiếp liền nở rộ kim liên bên trên lộ ra lau một cái ngương trọng lại là thế này phải không vậy ngắn ngủi trong nháy mắt theo dõi thiên cơ sẽ để cho nho tổ máu trong tim mạch hơi chậm lại một ngụm máu tươi bị hắn cưỡng ép đè xuống sư phụ ngài lại sử dụng hoa sen mệnh bàn đi vào nho tổ thần điện chí huyền bước nhanh hướng nho tổ đi tới nhìn về phía nho tổ sắc mặt tái nhợt vội vàng tăng nhanh nhịp bước không ngại không ngại nho tổ khoát tay liên liệng đã đem hoa sen mệnh bàn thu lại tập 2832 Chí huyền nguyên bản ung dung sắc mặt lúc này hiện lên lên vẻ ngương trọng sự việc thật giống như cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy ngươi có biết ta vì sao kêu ngươi tới đây là bởi vì vì thế trước cuồng sinh cùng thánh niệm chết Chí huyền trả lời mặc dù trong ngày thường mặt lẫn nhau giao thiệp không hề nhiều nhưng dẫu sao sư xuất đồng môn lúc này có thể là bọn họ trả thù vậy coi là không ủng phí đồng môn một chàng có phải thế không nho tổ nhưng lắc đầu một cái bọn họ hai người trước đó chết xa xa vượt quá ta dự liệu bất quá nếu ván đã đóng thuyền lúc này lại hơn thương tiếc vậy chuyện không ích gì ừ chí huyền gật đầu một cái hắn cùng nho tổ là giống nhau ý tưởng người không thể tổng là vì chết người sống càng vì sống người sống bọn họ nghe theo ta ra lệnh đuổi theo giết huyết thần không nghĩ tới trước đoạn thời gian bị đời này luân hồi chi chủ giết chết. Nho tổ lời ít ý nhiều nói, đời này luân hồi chi chủ chính là Diệp Thần. Chí Huyền gật đầu một cái, ngài là hy vọng ta có thể giết Diệp Thần. Nho tổ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là thấy được trong hư không, ánh mắt có chút mờ mịt nhìn về phía Chí Huyền, ngươi mới vừa rồi có thể thấy được bầu trời bên trong dị tượng. Chí Huyền đàng hoàng gật đầu, cái này cùng rộng lớn lớn mạnh hơi thở, hắn làm sao có thể xem không thấy. Hẳn là Huyền Cơ Nguyệt lại đột phá, hơn nữa nàng trong cơ thể hấp thu thiên tâm u châu lực lượng càng ngày càng nhiều thật không hổ là khí vận đứng đầu cái này cùng đại khí vận chiến thân cực kỳ có phúc trạch chí huyền thở dài nói một bộ hâm mộ hình dáng không sai huyền cơ nguyệt nuốt thiên tâm u châu thực lực lấy được phạm vi lớn đột phá nàng nếu là muốn bước thân chư thiên dĩ nhiên là khẩn cấp cần địa tâm diệt châu nhưng mà ngài tu hành cũng là sấm xét hủy diệt nói cái này địa tâm diệt châu đối với ngài mà nói cũng là cực tốt đầu bổ có địa tâm diệt châu nơi dựng dục vô tận hủy diệt khả năng nếu như uống nhất định được ích lợi vô cùng không thể ta căn nguyên đạo pháp là sấm xét đại lộ mà không phải là hủy diệt đại lộ hủy diệt đại lộ là bởi vì là quỷ thần suy khiến nơi đi lên nếu như do ta uống địa tâm diệt châu nhất định sẽ ảnh hưởng ta căn nguyên sấm xét nho tổ lắc đầu một cái cái này địa tâm diệt châu hiển nhiên là cực tốt kỳ châu nhưng tiếc là toàn bộ nho tổ thần điện trừ hắn rất ít có thích hợp đệ tử lúc này cầm ở trong tay vậy khá là gân gà bỏ thì tiếc, ăn còn bất chấp nguy hiểm cực lớn. Huyền Cơ Nguyệt có thể giết chết đời trước luân hồi chi chủ, như vậy cái này nhất thế, cũng có thể giết chết Diệp Thần. Nho tổ ánh mắt sáng quắc nhìn Chí Huyền, đây là hắn đệ tử đắc ý nhất, hắn không giấu giếm chút nào hướng hắn nói ra kế hoạch của mình. Ngươi là muốn mượn dùng Huyền Cơ Nguyệt tay, hoàn toàn chết Diệp Thần. Ừ. Nho tổ gật đầu một cái, hai người bọn họ ân oán đã sâu, lần này Huyền Cơ Nguyệt lấy được cái này nghịch đời kỳ châu tự nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào nghĩ đủ phương cách bắt được địa tâm diệt châu mà diệp thần hắn từ dược tổ nơi đó nhất định cũng biết liền địa tâm diệt châu cùng thiên tâm u châu một khi dung hợp một thể huyền cơ nguyệt đem không thể ngăn trở cho nên hắn nhất định sẽ đến đến ta nho thần cốc ngăn cản huyền cơ nguyệt vậy nho thần cốc chính là bọn họ hai người một khối chiến trường nếu như chúng ta có thể cùng huyền cơ nguyệt đạt thành giao dịch diệp thần nhất định sẽ vẫn diệt ở nơi này nho thần cốc bên trong nho tổ vui mừng gật đầu một cái Trí huyền từ trước đến giờ thông minh, hắn không giữ lại chút nào đem hết thảy cho biết cùng hắn, cũng là vì để cho hắn làm xong bố trí. Vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải giết Diệp Thần. Sư phụ yên tâm, trí huyền nhất định không có nhục sứ mạng. Nho tổ nhưng vẫn là có chút lo âu, dẫu sao dược tổ đã cờ xí tươi sáng đứng ở Diệp Thần một bên, nếu như hắn sẽ ra tay, chỉ sợ trí huyền vậy không phải là đối thủ. Dược tổ, từ đầu đến cuối vẫn là một cái không định biến số. Trí Huyền hiển nhiên vậy nhìn thấu nho tổ do dự, sư phụ, ngài là lo lắng dược tổ. Nho tổ gật đầu một cái, gặp trí Huyền có câu hỏi này, trong bụng biết, đối phương đã bắt đầu suy tư biện pháp, cũng sẽ không chỉ hoãn, đưa tay ở hắn ngồi xuống ngồi trên hoa sen kéo một cái. Một quả to lớn màu vàng hoa sen muối liền bị hắn nắm trong tay, từng đạo lôi đình lực, bị hắn rót vào cái này hoa sen bên trong. Nguyên bản màu xích kim hoa sen cánh hoa, lúc này lại từ từ biến thành trong suốt vẻ, một đạo bóng người màu đen đang co rúc ở cái này cũi bên trong đây là hoa sen cũi trong này là dược tổ năm đó cừu nhân nếu như là gặp phải dược tổ hoặc là là muốn thông qua dược tổ hơi thở tìm diệp thần hắn đều có thể giúp người chí huyền nhận lấy kim liên sư phụ yên tâm ta chuyến này nhất định chu diệt diệp thần một ngày sau nho thần cốc diệp thần trước khi tới tự nhiên cũng là cảm nhận được liền huyền cơ nguyệt đột phá đây không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn cái này mới qua bao lâu huyền cơ nguyệt mượn thiên tâm u châu lại có thể lại đột phá nếu như lại bị Huyền Cơ Nguyệt đạt được địa tâm diệt châu, có thể mình cái này nhất thế thật sẽ bố trí thất bại. Cho nên, bất luận như thế nào, chuyến này nhất định phải đạt được địa tâm diệt châu. Giờ phút này, toàn bộ nho thần cốc tiếng người ồn ào, tạm thời tới giữa để cho Diệp Thần cũng cảm thấy có mấy phần xa lạ, không nghĩ tới tràn đầy cái hủy diệt lực thung lũng, lại náo nhiệt như vậy. Diệp Thần qua lại ở đám người bên trong, nhìn đủ loại thế lực đi về phía trước đi, trong bụng có chút thấp thỏm, không phải nói địa tâm diệt châu rơi xuống không rõ sao hắn làm sao mơ hồ có một loại mọi người đều là vì địa tâm diệt châu tới cực phẩm tiên linh đan mau tới nhìn một chút một cái tiểu võ sửa đổi ngồi xếp bằng ở trên mặt đất hai tròng mắt lộn xộn đánh ra cái này lui tới võ tu đang mong đợi có người nào có thể chiếu cố hắn sạp nhỏ khí huyết đan có đổi hay không Diệt thần móc ra một viên khí huyết đan hướng vậy tiểu võ tu hơi cho đảo một cái tiểu võ tu cánh mũi thay đổi hiển nhiên đã ngửi ra viên này khí huyết đan cùng người khác không cùng. Hắn ngưng xem đánh giá Diệp Thần trong tay khí huyết đan, vậy mặt trên còn có mơ hồ có thể thấy được thần văn, lại là thật đan dược cực phẩm. Đổi một chút đổi. Tiểu Võ tu vội vàng hô, thật giống như lại lo lắng bị người khác phát hiện như nhau, cô ý thấp giọng, đem đất than vậy 78 bình tiên linh đan, một cổ não ném vào Diệp Thần trong ngực. Nếu như ngươi chịu trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cho ngươi hai quả. Diệp Thần nhíu mày đầu, dịch dung sau gò má trở nên có chút cứng hắc lúc này cái biểu tình này nhìn qua để cho tiểu võ tu có một loại bị uy hiếp ảo giác hụ hụ tiểu võ tu lần nữa nhìn một cái khí huyết đan trong ánh mắt toát ra tham lam ánh sáng ngài nói cái này nho thần cốc vẫn luôn là náo nhiệt như vậy sao làm sao biết a à? trước đây không lâu chí huyền tôn giả rộng phát anh hùng thiếp mời thiên hạ anh hào tới cùng trung địa tâm diệt châu cái gì diệp thần sửng sốt một chút hắn chắc chắn không nghĩ tới lại là nho tổ thần điện người mình tiết lộ địa tâm diệt châu chỗ vừa thấy ngươi chính là tán tu, điểm này thông thường cũng không có. Địa tâm diệt châu là hai đại kỳ châu ý, hàm chứa vô tận hủy diệt khả năng, trước đây không lâu nữ hoàng bệ hạ lần nữa đột phá, chính là nhờ vào thiên tâm u châu. Lần này địa tâm diệt châu hiện thế, nho tổ thần điện đem tin tức cho biết thiên hạ, mời đám người cùng nhau cùng hưởng. Tiểu võ tu khá là nghiêm túc giải thích, ta nói xong, có thể đem đan dược cho ta sao? Một cái vấn đề liền đổi một cái đan dược, ngươi không khỏi nghĩ cũng quá mức đẹp xong chưa? diệp thần lộ ra lau một cái nhìn ngẫm thần thái nho thần cốc ở nơi này sao dĩ nhiên không phải nơi này nhiều nhất sau khai phá ra bên ngoài cốc muốn đi bên trong cốc còn muốn đi rất lâu võ tu lắc đầu một cái bên trong cốc hủy diệt khả năng thật sự là quá mức cậy mạnh chúng ta người như vậy căn bản không cách nào bước vào tiểu võ tu vừa nói nhìn qua diệp thần và hắn thật giống như cũng chỉ là thủy nguyên cảnh ừ diệp thần khẽ gật đầu theo ta biết cuồng sinh và thánh niệm thật giống như đã chết cái này nho tổ thần điện tựa hồ không động tĩnh gì à ai vậy hai người thiên tài yêu nghiệt chết nghe nho tổ dòng dã nổi cơn thịnh nộ đã mấy ngày đây vô tận sấm xét quy luật ở nơi này nho thần cốc phía trên cuộn sạch may mà nho tổ còn có hai người đệ tử nghe nói ở bọn họ khuyên giới lúc này mới khó khăn lắm ngừng phát tiết tiểu võ tu một bộ phấn ốt diễn cảm thánh niệm không nói cuồng sinh thật sự là cực tốt nho tổ đệ tử thường xuyên mở tiệm nói kinh trợ giúp chúng ta tán tu tấn thăng đột phá Diệp Thần tạm thời im miệng, nếu để cho cái này tiểu võ tu biết giết cuồng sinh và thánh niệm người, chính là hắn, cũng không biết đan dược này còn có thể ăn được hay không đi xuống. Còn có hai người đệ tử. Đúng vậy, còn có như vừa cùng Chí Huyền. Nguyên bản như vừa làm là nho tổ tọa hạ duy nhất nữ đệ tử, vốn là nhất được cương chiều. Chỉ bất quá nhiều năm trước không biết cớ gì thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, đã nhiều năm không bước ra nho tổ thần điện. Mà Chí Huyền mặc dù là một bộ hòa thượng lối ăn mặc, nhưng là cái mười phần tử sắc hòa thượng, không dài hoạt động tại thiên nhân vực, không biết vậy rất bình thường. Diệp thần gật đầu một cái, nếu như cái này tiểu võ tu không nói, hắn thật vẫn là không biết cái này hai người. Vậy hôm nay, cái này nho thần cốc là ai đang quản? Đương nhiên là trí huyền, ngươi cũng đừng nói, mặc dù mọi người đều gọi hô hắn là tử sắc hòa thượng, nhưng là hắn thủ đoạn sớm xét, rất có nho tổ gió, so với cuồng sinh hoài nhân, thánh niệm là máu, hắn tiếp quản sau đó, đúng là càng nghi cư. Diệp thần gật đầu một cái, có thể ở thời gian ngắn như vậy liền đem nho thần cốc tiếp quản hơn nữa làm được có chiêu có thức cái này trí huyền thật đúng là không thể khinh thường à cho ngươi diệp thần dứt lời đem hai viên thuốc ném vào vậy tiểu võ tu trong ngực bên trong địa tâm diệt châu như vậy chuyện không phải chúng ta cái loại này nhỏ tán tu có thể tham dự tiểu võ tu tựa hồ là cảm giác được mình bắt người tay ngắn nhìn diệp thần tiếp tục đi về phía trước không nhịn được nhắc nhở ừ diệp thần khẽ mỉm cười đã biến mất ở tiểu võ tu ánh mắt bên trong. Diệp thần nguyên bản còn ở lo lắng nên như thế nào lẫn vào nho thần cốc bên trong cốc bên trong, cứ nhìn người này cốc chỗ, bọn hạ nhân chia hai hàng, đứng ở cửa, trong tay đều cầm giấy và bút, tương lai khách tên họ sư thừa từng cái ghi xuống, sau đó do chuyên môn cung tỳ dẫn vào bên trong cốc bên trong. Diệp thần thấy được mấy phương thế lực quen thuộc, thậm chí còn thấy được Huyền Cơ Nguyệt dưới quyền, xem ra cái này Huyền Cơ Nguyệt cũng đã nghe được tiếng gió, phái người chạy tới. Chuyến này nhất định phải chú ý che giấu hành tung. Diệp thần một bên nhắc nhở mình, một bên một bộ vẻ mặt tươi cười dáng vẻ đi tới cửa. Một vị hoàng sam cô gái tỉ mỉ ghi chép xuống Diệp thần tạm thời biên toàn thân phận, mang Diệp thần đi vào bên trong cốc bên trong. Bên trong cốc bên trong, quả nhiên cùng vậy tiểu võ tu nói như nhau, tràn đầy vô tận hủy diệt quy luật lực, để cho người tiến vào đều là trong lòng một hồi sợ hãi. Khách quý, nơi này chính là ngài gian phòng. Diệp thần gật đầu một cái, bên trong nhà bày biện tương đối đơn giản, cây trúc mùi vị tương đối còn đậm đà lộ vẻ lại chính là mới vừa xây dựng nhà. Con đường đi tới này, hắn còn thấy vô số gian phòng ốc như vậy, có đã xây xong, có thì còn xây dựng, tựa hồ còn có liên tục không ngừng khách quý, không xa ngàn giảm tới. Khách quý, cái này là buổi tối tiệc, xin ngài đến đúng giờ sẽ. Vậy Hoàng Sam cô gái từ trong ngực móc ra một tấm thiệp mời giống vậy đồ. Nội dung phía trên vô cùng là đơn giản, chỉ viết thời gian địa điểm. Diệp thần gật đầu một cái, hắn ngược lại là rất muốn xem xem, nho tổ thần điện như vậy khác thường hành vi bên trong hồ lô rốt cuộc là bán thuốc gì hoàng sam cô gái gặp diệp thần dưới quyền thiệp mời xoay người rời đi cũng là hắn đóng cửa tốt cửa phòng tạch 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 một đạo tế nhuyễn bước chân từ xa đến gần một cái đầu mang nón rộng vành cô gái đang cùng ngoài ra một tên hoàng sam cô gái đi ngang qua diệp thần gian phòng diệp thần ánh mắt xuyên thấu qua vậy nửa che cửa sổ cùng phụ nữ kia nhìn nhau một cái thân hình thoát một cái cô gái đã biến mất ở mái hiên dưới cô gái này tựa hồ có chút cảm giác quen thuộc. Diệp Thần nhìn phụ nữ kia bóng lưng biến mất, có chút thất thần, chỉ là vậy chứ không có gì lạ gò má, hiển nhiên cùng Diệp Thần như nhau, nàng cũng là dịch dung liền. Không biết cái này buổi tối hồng môn yến, nho tổ thần điện chuẩn bị cái gì. Đêm đến, đàn sáo tiếng có một không hai bên tai, mỹ mỹ âm tràn ngập ở toàn bộ bên trong đại điện, vô số thức tha cô gái đang cái này trong đại điện múa hát tưng bừng, tốt một phen cảnh tượng náo nhiệt. Từng cái cô gái hoặc ngồi sủng hoặc quỳ hoặc co rúc, hầu hạ tới nho thần cốc các khách quý uống rượu làm vui bữa tiệc này rõ ràng còn chưa mở nhưng thật giống như đã đến cao chiều vậy nguyên bản những cái kia tự xưng là thanh lưu võ giả mắt thấy các tán tu đối với những cô gái này giờ thủ đoạn cũng đã an không chịu được thú tính từng cái ôm trong ngực cung tỳ giờ thủ đoạn hết lần này tới lần khác những cô gái kia cửa vậy không có chút nào e lệ rụt rè ý từng cái sắc mặt đỏ ửng một bộ bức tranh câu dẫn người hình dáng đáng thương diệp thần bước vào cung điện này thời điểm thấy chính là cái này một bộ kêu xa dâm dật cảnh tượng tạm thời tới giữa cũng hoài nghi mình có phải hay không tới lộn địa phương, đi tới một nơi ôn nhu hương. Những cái kia nữ võ tu cửa, chính là nhắm mắt lạnh lùng, không muốn gặp lại như vậy dơ bẩn một màn. Có chính là trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, lại trực tiếp bắt đầu tu hành, cưỡng ép che giấu cái này chuyện ngoài thân. Diệp thần lo lắng thân phận trước thời hạn bại lộ, cho nên cố ý tạp tiệc sẽ mở đã đến giờ, hắn lựa chọn một nơi so với là vắng vẻ án kê bưng ngồi xuống. Bên tai nguyên bản oánh oánh lượng quanh vòng đàn sáo tiếng, cũng từ từ tiêu ngừng lại. Những cô gái kia phảng phất là được kêu gọi như nhau, rồi rít đứng dậy, thu thập xong mình trang điểm áo khoác, không người thối lui ra đại điện. Nguyên bản những cái kia đã bị sắc đẹp làm cho mê hoặc võ tu, lúc này cũng từ từ khôi phục thần thức, nhìn về phía với nhau ánh mắt tới giữa tràn đầy ngăn cách. Ha ha ha, các vị khách quý đến, thật là làm cho ta nho tổ thần điện nhà nghèo thêm rực rỡ à. Một người đầu chọc nam tử từ đại điện ra, dò bước đi vào, trên mặt tràn đầy lau một cái phóng đãng hình hài mỉm cười tại hạ chí huyền chính là nho tổ đệ tử thân truyền bị gia sư nơi nhờ đặc biệt tới chiêu đãi các vị khách quý không biết các vị đối với chí huyền an bài còn hài lòng sớm liền nghe thấy tử sắc hòa thượng đại danh không nghĩ tới lại là như vậy nhã nhân thật là không có có đi một chuyến ủng công à một cái cuồng dã người đàn ông áo quần còn không có thu đúng lưu loát lúc này đã không kịp đợi nói ha ha có câu nói tử sắc tài khí người không hưởng thụ chẳng phải ủng làm người tôn sư từng khuyên giải an ủi ta nhiều lần chỉ là ta luôn là không biết hối cải chỉ thích thua ở nữ nhân này trong đống chí huyền vừa nói ánh mắt làm bộ như lơ đãng vừa chuyển một bên đã hướng chủ vị sẽ bước tới chí huyền tôn giả thẳng thắn thụy đạt muốn đến ở nơi này căn nguyên trên đường cần phải nên đi vô cùng là chót lọt khen lầm khen lầm chí huyền liền huy động liên tục tay một bộ làm không nổi hình dáng lời nói vừa chuyển chí huyền bất tài nhưng cũng biết các vị tới là vì địa tâm diệt châu chí huyền tôn giả chất phác thẳng thắn lão phu tính tình cũng là vô cùng là thẳng thắn không thích giấu giếm. ngồi ở trước nhất bên một vị ông già một bộ người dẫn đầu hình dáng lớn tiếng vừa nói lão phu nhưng mà nhận được nho tổ thần điện anh hùng thiếp người không biết cái này thiệp trên theo như lời nguyện cùng thiên hạ anh hào cùng trung địa tâm diệt châu nhưng mà thật tập 2833 tự nhiên là thật Chí huyền sắc mặt không gặp chút nào biến hóa nếu không ta nho tổ thần điện cần gì phải phí lớn như vậy công phu đem các vị triệu tập đến đây vậy địa tâm diệt châu thật đã hiện thế liền sao một vị khác mặc ra hổ thái chân cảnh ông già không kịp đợi hỏi người đến Trí huyền nhưng chưa có hồi âm hắn chỉ là cua một tí trưởng rất nhanh hai vị vóc người uyển chuyển trước ngực ngạo nghễ cô gái cùng bưng một cái rộng lớn hộp đi vào vậy hộp toàn thân phơi bày ngăm đen vẻ lại có một khối quy luật thần khí đem hạt châu kia toàn bộ khí tức che giấu các vị khách quý gia sư nho tổ mặc dù tu hành chính là hủy diệt quy luật cái này địa tâm diệt châu nguyên bản đối với hắn mà nói chính là vô cùng thích hợp đổ nhưng mà gia sư nhưng lại lại ba lần ân cần dạy bảo cùng ta nói cái này cùng kỳ châu hẳn cùng mọi người cùng chung nho tổ đạo đức cao làm người ta khâm phục trong chốc lát tất cả loại những nọ tiếng tràn ngập bên tai bên trong như là mỗi người ánh mắt cũng tham lam nhìn chằm trầm đen nhánh kia hộp Trí huyền tôn giả cái này địa tâm diệt châu đã tuyệt tích vạn năm có thể hay không trước mở ra hộp để cho chúng ta vừa xem là mau đây là tự nhiên Trí Huyền hai tay đặt ở trên cái hộp, có mấy cái giữ thế nào không ở võ tu đã từ trên bồ đoàn đứng dậy đến gần trí Huyền bên người. Sát 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 ngay tại hộp chậm rãi nâng lên lộ ra một cái kẽ nứt thời điểm vô số hủy diệt căn nguyên lực giống như là từng chui lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm thủng góp ở bên cạnh người trên thân hình thậm chí có một ít đến gần thái chân cảnh tồn tại cũng là tại chỗ vẫn mệnh. có thể gặp trong này hủy diệt quy luật có kinh khủng dường nào. Ưng ừ, ực Ưng ực lại một số người bị cái này hủy diệt dư âm đánh rơi trên mặt đất trong miệng còn đang phát ra cô lỗ thanh âm mười phần quỷ dị trí huyền ngươi làm gì vậy Con nóng này sôi động người đã cả kinh thất sắc không nghĩ tới cái này địa tâm diệt châu vừa mới lộ diện một cái giết hại cũng đã bắt đầu ta làm gì mấy người này muốn phải ngay mặt mọi người cướp đoạt địa tâm diệt châu địa tâm diệt châu hủy diệt khả năng đánh chết cùng ta có quan hệ gì đâu trí huyền nguyên bản vẻ mặt tươi cười thần thái lập tức đổi được lạnh như băng răng môi thay đổi tới giữa đã cho mấy người này định tính là muốn cướp đoạt địa tâm diệt châu đám người thấy vậy không nói thêm gì nữa chỉ là mật thiết nhìn vậy hộp mở Lao một cái rực cháy trắng bao la nước xoáy xuất hiện ở trước mắt mọi người ở quỷ dị kia phiên động ngay tức thì có thể mơ hồ thấy rực cháy màu trắng châu thể diệp thần cảm giác vậy vô tận hủy diệt khí trong chốc lát cũng có chút không rõ được nho tổ tuyệt đối không phải cảnh vật gì minh lỗi lạc đạo đức cao hạng người hắn không uống cái này địa tâm diệt châu chỉ có ba loại có thể hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó hắn căn bản không cần hoặc là hắn lấy được xoa so địa tâm diệt châu thích hợp hắn hơn kỳ chân dị thảo hoặc là chính là cái này địa tâm diệt châu có bẫy diệp thần càng nghiêng về cái cuối cùng suy đoán dẫu sao cái này chân quý địa tâm diệt châu hắn không tin lấy nho tổ người như vậy sẽ nguyện ý chấp tay nhường nhịn các vị khách quý đây chính là địa tâm diệt châu toàn bộ thiên nhân vực tới giữa sợ rằng cũng chỉ có nho thần cốc mới có thể tạo ra đây tuyệt hành động vạn năm đã lâu địa tâm diệt châu quả thật là thần vật à vậy bao quanh hủy diệt khả năng thật là chưa bao giờ nghe à một ít ánh mắt sắc bén thái chân cảnh cường giả lúc này đang cẩn thận phân biệt bao trùng kỳ châu hủy diệt quy luật cùng với căn nguyên lực Chí huyền tôn giả lão phu có một câu không biết có nên nói hay không cứ nói đừng ngại địa tâm diệt châu đã tuyệt tích vạn năm lão phu sợ mình mất vụng về không cách nào phân biệt không biết nho tổ thần điện là bằng vào gì kết luận vật này nhất định là địa tâm diệt châu a à, nhìn rằng dấp ngài là đang chất vấn chúng ta nho tổ thần điện, chí huyền vẫn là mặt mỉm cười như là một giây kế tiếp ngón tay hướng ngoài điện móc một cái một chồng nho tổ đệ tử đã đem nói chuyện ông già cùng với thế lực sau lưng hắn toàn bộ ném ra đại điện không tin hết sức có thể rời đi ta nho tổ thần điện làm việc chưa bao giờ từng giải thích gặp hắn có chút tức giận đám người vốn là xì si xào bàn tán lúc này vậy dần dần lắng xuống chí huyền tôn giả ta tuyệt đối là tin tưởng nho tổ thần điện chỉ bất quá chúng ta nhiều người như vậy, cái này địa tâm diệt châu nên như thế nào cùng chung đây? Ha ha ha, ngài nói rất đúng, cái này địa tâm diệt châu chỉ có như thế một viên, chẳng lẽ nghiền nát, mỗi cái người cũng phân một chút sao? Tại hạ trước gặp, không ngại có thể người cư chi. Chí huyền rất lời, nhìn về phía trong đại điện đám người, các vị yên tâm, là công bằng khởi kiến, ta nho tổ thần điện sẽ không tham dự. Chí huyền tôn giả, ngài ý của lời này, chẳng lẽ là cường giả có. Một người mặc da hổ cây cú ông già lúc này đứng dậy, không che giấu chút nào mình con mắt bên trong vẻ tham lam. Hắn một mực, mực lánh đời, vạn năm không ra, nếu không phải thiên nhân vực thiên đạo suy thoái, hắn thực lực tăng trưởng mấy phần. Đã những ràng buộc, đang cần Địa Tâm Diệt Châu lại đạp một bước, nếu không tuyệt đối sẽ không ra đời tới tham dự Địa Tâm Diệt Châu tranh đoạt. Nếu như ngài như vậy hiểu, vậy không hẳn là không thể. Chí Huyền một bộ biểu tình cao thâm khó lường, ta mới vừa đã nói qua, cái này địa tâm diệt châu dù cho hủy diệt quy luật dị thường mãnh liệt dâng trào nhưng nếu là chia tay nhiều người chỉ sợ cũng không có cái gì kỳ huyễn khả năng liền đi được nếu ngài nói như vậy vậy ta sẽ không khách khí ta lánh đời hủy diệt đạo tông tông chủ sẽ chờ cái này địa tâm diệt châu một lần hành động đột phá nói ta để ở chỗ này muốn đoạt được địa tâm diệt châu hỏi trước qua ta hủy diệt đạo tông là thứ gì vậy dám ở chỗ này nói ẩu nói tả chúng ta nữ hoàng bệ hạ mới vừa đột phá nàng trong cơ thể đã có một viên thiên tâm u châu cái này địa tâm diệt châu là chúng ta nữ hoàng thần điện tất đoạt vật. Hừ, lúc này, ta quản ngươi cái gì nữ hoàng thần điện vẫn là cái gì hủy diệt đạo tông, như vậy chân bảo hiếm thế, dựa vào cái gì chấp tay nhường nhị. Đánh miệng chiến đấu coi là cái gì? Có bản lãnh quyền cước gặp chiêu thật à? Trong chốc lát tất cả mọi người hỗn chiến đến cùng nhau, toàn bộ tịch rượu ngay tức thì biến thành một tràng náo nhiệt. Hủy diệt chân nguyên bạo. Dược cháy thiên đạo. Máu tươi tiệm nhiễm sát ý hội tụ. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Vô số nổ tung tiếng ở cái này trên bữa tiệc oanh mãnh liệt vang dội, tựa hồ có thể tiếng chấn động cửu tiêu vậy. Vậy người mặc da hổ tồn tại, sau lưng một con mãnh hổ hư ảnh xuất hiện ở hắn trên thân hình. Đi đôi với mãnh hổ gầm thét tiếng, lại trực tiếp đem Huyền Cơ Nguyệt phái tới người trực tiếp đụng bay ra ngoài. Diệp Thần không nhúc nhích thần sắc hướng lui về phía sau mấy bước, tránh được cái này cùng bạo hỗn loạn tình cảnh. Nhìn Huyền Cơ Nguyệt phái tới người lại dần dần rơi vào hạ phong, Diệt thần trong lòng có một chút không tốt dự liệu. Theo lý thuyết Huyền Cơ Nguyệt Hẳn là đối với địa tâm Diệt Châu thế ở tất được, chắc chắn sẽ không chỉ phái như thế mấy người đệ tử dưới quyền tới, coi như là nàng bổn tôn tới cũng nói đi qua. Trong này nhất định có bẫy. Chí Huyền sắc mặt như thường vì mình rót rượu, từng ngụm từng ngụm uống xuống, một bộ lạnh lùng người đứng xem dáng vẻ. Tựa hồ cái cây đúc này căn bản cũng không phải là hắn thiêu cháy như nhau. Hắn tâm trí so với Cuồng Sinh và Thánh Niệm chỉ có hơn chớ không kém. Diệt thần trong lòng nghĩ ngợi lúc này vậy chỉ có thể nhìn những thứ này cái gọi là tránh đạo võ tu vi địa tâm diệt châu mà giết lẫn nhau. Cho ta chết. Từng cái võ tu cũng không có hạ thủ lưu tình, ở ngươi tới ta đi chiêu thức bên trong, lại đánh ra hỏa khí, nguyên bản còn có giữ lại thần thông. Lúc này lại là lại cũng không có cái gì chút nào ẩn núp, đem âm ngoan, quả quyết, lạnh như băng, giết hại toàn bộ viết ở trên mặt. Địa tâm diệt châu là của ta. Một cái máu trong vắt đưa tay hướng vậy địa tâm diệt châu. Nằm mơ, còn không cùng bàn tay hắn đến gần một chuôi dễ như bỡn đao mang cũng đã đem hắn cánh tay đồng loạt chặt đứt cũng chỉ có một cái tay chỉ khoảng cách hắn liền có thể bắt được địa tâm diệt châu à, không biết là cánh tay đau đớn hay là đối với cái này chỉ thiếu chút nữa cam hận người nọ bi thống gào thét chỉ là hắn thân thể nhưng ở cái này ngay tức thì bị bốn năm cầm lưỡi dao sắc bén xuyên thủng vô số võ đạo ý vận phóng lên cao phải biết cái này bên trong trừ còn thật cảnh cường giả ngoài ra còn có một phần chia thái chân cảnh tồn tại à? Thiên nhân vực thiên đạo suy thoái sau đó không thiếu lãnh đời thế lực cường giả dối giết đột phá. giết hại tiếng tiếng dãy ruộng này thay nhau vang lên, toàn bộ trong đại điện mặt đất giống như bị máu tươi rửa qua như nhau, tràn đầy đỏ thắm. chết liền nhiều người như vậy, thu tay lại đi. một đạo thương hại thanh âm từ diệp thần bên người vang lên, nói chuyện chính là một vị tóc hư trắng đạo sĩ. đạo sĩ kia thuần trắng đạo bào bên trên không nhìn ra bất kỳ máu tanh vẻ, hiển nhiên cũng không có tham dự vào mới vừa chiến cuộc bên trong. Một đám rốt nát người, cái này căn bản không là địa tâm diệt châu. Không nghĩ tới lão đạo tới trễ một bước, lại gây thành đại họa như thế. Đạo sĩ thương hại mà tự thẹn lời nói, ngay tức thì đốt tất cả trong điện người. Cái gì? Không phải địa tâm diệt châu. Đánh rắm. Đậm đà như vậy hủy diệt quy luật, làm sao có thể không phải địa tâm diệt châu căn bản là ngươi mình muốn chiếm làm của mình, mới như vậy chế địa tâm diệt châu. Chí huyền tôn giả, ngài nói nhanh một chút câu à, đây rốt cuộc là có phải hay không địa tâm diệt châu. Trong nháy mắt, tất cả loại ô ngôn uy ngữ đã tràn ngập ở cái này bên trong đại điện. Những lính kia nhận trên phủ đầy đầm đìa máu tươi người, đã sớm giết mù quáng. Lúc này gặp lão đạo nói đây không phải là địa tâm diệt châu, trong lòng đã sớm lửa dẫn sôi trào, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Trí Huyền lúc này lại lộ ra lau một cái nụ cười ý vị thâm trường, cái này rốt cuộc có phải hay không địa tâm diệt châu. Các ngươi hỏi một chút những cái kia từ đầu đến cuối không có người xuất thủ, chẳng phải sẽ biết. Lúc này trong điện những cái kia áo khoác nhuốm máu, cụt tay của Trần Võ Tu, quay đầu nhìn về phía những cái kia xa xa né tránh ở cung điện hai bên người, mồm miệng cũng có chút run rẩy, các ngươi vì sao không ra tay? Cái này, cái này thật chẳng lẽ không phải địa tâm diệt châu. Hai cổ hoàng sợ ý niệm ở mỗi người bọn họ trong lòng điên cuồng cuộn sạch thật giống như đem bọn họ toàn bộ biến dạng vậy. Không có ai trả lời bọn họ, mọi người cũng chỉ là lạnh nhạt nhìn đám này giết đỏ mắt võ tu, giống như là xem dị thú vậy, mắt lộ ra thương hại. Diệt thần đã sớm cảm thấy cái này địa tâm diệt châu có cổ quái, như vậy làm việc tác phong một chút cũng không giống nho tổ thần điện, cho nên, suy đoán cái này địa tâm diệt châu 80% là giả. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, những cái kia cùng hắn ôm ý tưởng giống vậy người, lại không có ở đây 10 người dưới. Đám người thí chủ, lúc này sáng tỏ vậy không tính là muộn. Lão đạo nhảy tới trước một bước. Hắn dưới chân dâng lên lau một cái mỏng manh mây mù, đem hắn đến mức máu toàn bộ phân hóa mở, chân không dính trần trực tiếp đi tới cái gọi là địa tâm diệt châu trước mặt. Không sợ hãi chút nào, hắn trực tiếp đưa tay nắm vậy địa tâm diệt châu, trong tay màu trắng mây mù chớp mắt, trực tiếp đem quấn quanh ở nơi này địa tâm diệt châu trên hủy diệt quy luật kích động mở. Mọi người thấy mất đi hủy diệt quy luật hơi thở kỳ châu, vậy chỉ là một viên dược cháy màu trắng phổ thông hạt châu mà thôi thậm chí phía trên liền thần văn cũng không có. Tất cả mọi người ánh mắt đổi được bi thương mà nghiêm nghị, nhất là những cái kia mất đi đồng bạn, mất đi bộ phận tay chân, lúc này một mặt chật vật đứng ở nơi này trên đại điện. Lúc đầu, bọn họ chỉ là nho tổ thần điện đùa bỡn một chàng trò khỉ, bọn họ là cảnh diễn này bên trong nhất đầu nhập si khỉ. Chí huyền, ngươi lấn hiếp người quá đáng, lại cầm giả địa tâm diệt châu tới lửa gạt chúng ta. Trong chốc lát, tất cả còn có ý thức võ tu cửa, dối rít chửi rủa nói à, ta lừa gạt các ngươi, ta nho tổ thần điện mới được một quả hạt châu, chúng ta quản nó kêu địa tâm diệt châu, muốn cùng mọi người chia sẻ, chúng ta sai lầm rồi sao? Chí Huyền đúng dịp nói làm sắc tranh cãi trước, trên mặt không có chút nào vẻ áy náy. Hơn nữa, ta nho tổ thần điện cũng không có cầm đao gác ở các ngươi trên cổ, ép các ngươi tới, càng không có thanh đao đặt ở trên tay các ngươi, bức bách các ngươi giết lẫn nhau. Rõ ràng là chính các ngươi tham lam, quay đầu lại, nhưng phải đem trách nhiệm đổ tội đến trên người ta sao? Diệp Thần trầm mặc nhìn thế cục này tinh đổi, như vậy làm việc tác phong, mới là nho tổ đệ tử vậy âm hiểm điệu bộ. Ta khinh. Rõ ràng chính là ngươi bố trí tới lừa gạt chúng ta, lúc này lại một bộ hiên ngang lẫm liệt hình dáng. Ta nói các vị, các ngươi nuốt trôi khẩu khí này sao? Dù sao lão phu là không nuốt trôi, sao không cùng nhau đem hắn cái này nho tổ thần điện phá hủy, cũng tốt cảm ơn bọn họ khổ cực như vậy bày ván này. Ta đồng ý. Liền đem cái này nho tổ thần điện phá hủy, xem hắn như thế nào cùng nho tổ giao phó cái gọi là lạc đà gầy lớn so với ngựa những cái kia rất có khí tính võ tu cửa chắc chắn là nuốt không trôi khẩu khí này lại trực tiếp dự định đối với chí huyền và đền động thủ diệp thần gặp những cái kia cùng hắn như nhau khoanh tay đứng nhìn người lúc này đã từ từ hiện lên trước mắt án kích rồi rít ngồi thẳng xuống không chút nào đem những cái kia hỗn chiến người liên hiệp để ở trong lòng những thứ này mới thật sự là muốn đoạt được địa tâm diệt châu hơn nữa đối với địa tâm diệt châu cũng hoặc là nho tổ thần điện có hiểu biết người Diệp Thần cẩn thận quan sát lưu lại mỗi một người, bọn họ phần lớn là thiên đạo suy thoái sau cuộc khởi một ít mạnh đại môn phái cùng với lãnh đời tông môn. Bất quá năm đại thiên điện ngược lại là không có phái người tới. Sợ rằng long môn bí cảnh sau đó, những ngày qua điện cũng không có hạ quan tâm chuyện của ngoại giới. Lúc này thân là tán tu lại chỉ có hắn cùng trước kia hắn nhìn thấy cái đó cô gái thần bí. Diệp Thần trong lòng đại động, người phụ nữ này lại cũng không có cuốn vào hỗn chiến bên trong, hoặc là vô cùng là kết luận cái này địa tâm diệt châu là giả hoặc là chính là có ẩn tình khác, nói không chừng là nho tổ thần điện người mình. Nhưng là như vậy quen thuộc hơi thở, lại để cho Diệp Thần trong chốc lát không cách nào xử đừng, chỉ có thể xa xa đánh giá đối phương dáng vẻ dung mạo. Chỉ tiếc, đối phương cùng hắn như nhau, hiển nhiên là nghi dung tới, nó lá rộng vành dưới dung mạo không có chút nào chỗ hơn người. Thậm chí hình dạng là tỉnh táo bình thường, cùng xinh đẹp cũng dính không được nửa đồng tiền quan hệ. Nhưng là thân hình niều na, đối với con bướm cốt chống đỡ ở phía sau lưng bên trong, biểu dương ra vô tận thân thể mềm mại. Lúc này nàng thần sắc so với cái khác bưng người ngồi, muốn hơn nữa ổn định, thậm chí ánh mắt cũng không có lưu chuyển, chỉ là yên lặng thưởng thức trước mặt mình trà, một bộ lặng lẽ đợi hoa nở dáng vẻ. Tập 2834 Nàng đang chờ cái gì? Cùng thật địa tâm Diệt Châu xuất hiện. Nhưng là làm sao có thể chứ? Diệp thần không nhịn được nhẹ nhàng nhíu mày một cái, cầm ly rượu tay, không tự chủ chậm lại, như có điều suy nghĩ nhìn cô gái kia nhìn thời gian càng dài cảm giác quen thuộc liền càng mãnh liệt nàng rốt cuộc sẽ là ai giết còn không cùng diệp thần muốn rõ ràng những cái kia đã sớm người bị trọng thương lúc này dơ riêng mình vũ khí hướng chí huyền đánh tới oan oan tương báo khi nào mau dừng tay bỗng dưng phối hợp tánh mạng thôi lão đạo sắc mặt thương hại trong tay huyễn hóa ra vô tận trắng như tuyết vân khí đem những cái kia liều chết xung phong đi lên người ngăn trở ở toàn bộ cung điện bên trong ngay tức thì rơi vào một phiến trắng bệch tựa hồ bao phủ ở một tầng vân khí ở giữa. Tiếng la giết, tiếng gào thét, nhưng cũng không vì là thị lực xem không thấy mà dừng lại, ngược lại càng mãnh liệt. Lão đạo, thật không biết ngươi là thật tâm thiện vẫn là giả từ bi, ngươi nếu không phải nói cho bọn họ, bọn họ có lẽ sẽ không chết. Sương trắng tản đi sau đó, Chí Huyền đứng ở trên đại điện, một đôi mang giày đã bị nhuộm đỏ bừng, nguyên bản treo ở trên cổ hắn niệm châu, lúc này đã bị hắn hái xuống, cầm ở trong tay chỉ bất quá vậy chiều dài đã rút ngắn tốt một đoạn. Những cái kia trước đối với hắn kêu đánh kêu giết người, lúc này đang nằm ở lạnh như băng trên mặt đất, mỗi người giữa cổ họng cũng nạm một quả niệm châu. Cái này niệm châu, lại mới là hắn đại sắc khí. Lão đạo nghe được trí huyền mà nói, lắc đầu một cái, nói, ngươi là đây hết thảy nhân quả, lão đạo chỉ là cho biết bọn họ chân tướng. Muốn đến, làm một cái rõ ràng quỷ cũng tốt hơn bị người khác đỡ đạn sứ nhanh hơn sống một chút lão đạo xoay người nhìn cái này bên trong đại điện vẫn không có người rời đi tiếp tục nói cái này căn bản là một chàng trò lừa bịp các vị nếu đã bo bo giữ mình vẫn là lúc này thối lui cách xa thị phi ngươi đáng khuyên người khác rời đi muốn đến vậy là muốn nuốt một mình liền cái này địa tâm diệt cho đi nếu như ta không có nhìn lầm ngươi tu chính là hủy diệt quy luật thật là buồn cười tu hủy diệt phép tắc tăng lữ vẫn còn có một viên từ bi chi tâm thật là làm cho người than thở à chí huyền vẻ mặt tươi cười nói nhìn về phía lão đạo kia ánh mắt tiết lộ ra không có hảo ý sáng bóng. Lão đạo mặc dù tu hủy diệt quy luật, nhưng cũng không phải là vì địa tâm diệt châu tới. Ha ha ha, lão đạo lừa, ngươi là đang lừa gạt chính ngươi sao? Nếu như không phải là bởi vì địa tâm diệt châu, ngươi biết vượt qua ngàn dặm đi tới ta nho tổ thần điện. Ngươi chẳng lẽ là ngay trước bên trong đại điện tất cả người, cũng là người ngu đi. Lão đạo kia tạm thời tiếng nói nghẹn, không biết nên như thế nào phản bác. Chí huyền nói không sai, nếu như hắn không phải thấy địa tâm diệt châu anh hùng thiếp căn bản không sẽ đặt chân nho tổ thần điện nhưng là thấy cái này cùng chém giết cảnh tượng hắn nhưng cũng là liếc mắt một cái thấy ngay trí huyền đo lường làm sao hiện tại những cái kia không có tham dự hỗn chiến người cũng bất quá là đem hắn làm một cái người cạnh tranh mà thôi lão đạo thần sắc đổi được bi thương nếu các ngươi không tin vậy coi như xong muốn lấy được địa tâm diệt châu tuyệt không phải chuyện dễ hắn nho tổ thần điện dựa vào cái gì chấp tay nhường ra chuyến này coi như là ta lão đạo đi không? Nếu như tin được ta, lại cùng ta cùng nhau rời đi, còn có thể bảo vệ một mạng, nếu không cái này vừa ra trong hũ bắt con ba ba kịch hay, liền lại làm một lần con ba ba đi. Toàn bộ trong đại điện, linh linh đốm nhỏ ngồi ngay ngắn người, không có một người đứng dậy, càng không có một người đáp lại. Bọn họ lạnh lùng nhìn lão đạo ánh mắt đổi được thương hại mà tiếc nuối, cuối cùng một người lẻ loi rời đi đại điện. Diệp Thần ở trong lòng khẽ thở dài một cái, tiền bối này như là ý tốt, chỉ bất quá lưu lại người nào có một cái không phải là đối cái này địa tâm diệt châu thế ở tất được. Chỉ sợ biết rõ đây là thú bị nhốt đấu, cũng phải đấu một trận. Ha ha ha. Chí huyền cùng vọng tiếng cười, ở cái này trong đại điện quanh quẩn, người đâu. Từng cái trước nùng trang diễm mặt cô gái, từ ngoài điện nối đuôi ra, trực tiếp quỳ sụp xuống đất trên, bắt đầu thu đúng vậy từng cổ thi thể. Đối mặt cái này giữ tợn tàn thi tay cụt, bọn hắn con mắt thậm chí không có một chút chớp động, liên quỳ ở nơi đó, đem thi thể hòa tan thành máu loãng, sau đó từng điểm từng điểm lau chùi sạch sẽ. Tiết lộ ra vô tận quỷ dị cùng giết hại, cái này chí huyền thủ hạ cô gái, cho dù là nha hoàn nho nhỏ, vậy tuyệt không phải giống vậy võ tu. Chúc mừng các vị có thể lưu đến hiện tại. Chí Huyền chắp tay, đã lần nữa đi trở về mình trên chủ vị, cầm lên án lên bầu rượu, hướng đám người một chút, đã rót vào mình trong miệng. Diệp Thần học những người khác dáng vẻ, vậy cầm ly rượu lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng không nghĩ tới, cái này thế gian không có đầu óc còn người lòng tham lại như thế nhiều. Các vị, các ngươi như là phải cảm ơn ta, giúp các ngươi giải quyết như thế nhiều cản đường á. Lúc này không có người có thể gạt bỏ vẻ tươi cười, mọi người cũng hờ hững nhìn chằm chằm Chí Huyền, muốn dò được chân chính địa tâm Diệt Châu rốt cuộc ở nơi nào. Ta đoán, các ngươi muốn biết địa tâm Diệt Châu rơi xuống. Chí Huyền sắc mặt đổi được chế nhạo đứng lên, tựa hồ nắm to lớn cái chui vậy, tiếp tục nói, tìm địa tâm Diệt Châu trò chơi, cái này vừa mới bắt đầu đâu đám người quanh thân khí huyết lúc này đều có chút sôi trào sau lưng tê dại một cổ cảm giác không rét mà run từ trong đầy ra bọn họ hiện tại cảm thấy đang ngồi mỗi cái người cũng lọt vào trí huyền bố trí cạm bẫy bên trong có lẽ bọn họ may mắn tránh khỏi cửa thứ nhất này nhưng là trí huyền như vậy giữ tượng cùng vọng thần sắc dưới muốn lấy được được địa tâm diệt châu còn phải đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa các vị nếu ta giúp các ngươi giải quyết cái này tuyệt đại đa số người quảng đường còn lại sẽ phải các vị tự đi thăm dò Trí Huyền cười ha hà nói, trên mặt như là một bộ không phải cảm tạ ta tiện hình dáng. Tốt lắm, lúc thời gian cũng không còn sớm, đưa các vị khách quý trở về gian phòng của mình đi. Trí Huyền vừa nói, ngoài cửa người mặc hoàng sam cô gái đã tới bọn họ bên người, Diệp Thần thấy trước mắt mình người phụ nữ này, lại vẫn là trước dẫn dắt hắn nhập môn cô gái, lúc này cũng không ước chừng cảm khái cái này nho tổ thần điện làm thật là vì chuyện lần này, làm đủ chuẩn bị. Dài đêm từ từ, không biết ngài có rảnh hay không, cùng ta cùng thưởng thưởng bóng đêm. Trí Huyền lúc này đã để bầu rượu xuống, chậm rãi hướng đầu kia mang nón rộng vành cô gái đi tới. Đám người lúc này mới phát hiện, phụ nữ kia trước người cũng không có cô gái dẫn dắt, hiển nhiên đây là trí Huyền cố ý đã thông báo. Khách quý mời. Thấy Diệp Thần hướng bên kia nhìn quanh, dẫn dắt thị nữ lúc này trực tiếp một bước chặn đón Diệp Thần tầm mắt, mạnh mẽ đưa tay ra. Diệp Thần cũng không muốn đưa tới chập chờn, chỉ có thể gật đầu một cái, theo cô gái chỉ dẫn phương hướng đi. Trí Huyền tại sao chỉ riêng kêu nàng Lưu lại ngắm trăng, phụ nữ kia rốt cuộc là thân phận như thế nào? Diệp Thần dư quang động một cái, không chỉ là hắn, bên cạnh hết mấy người đều có chút không kiên nhẫn nhìn phụ nữ kia cùng Trí Huyền. Chỉ bất quá tất cả mọi người đều lựa chọn cùng Diệp Thần như nhau, im lặng quan sát. Phụ nữ kia gặp tất cả người rời đi, đem trên đầu nón lá rộng vành hái xuống, ánh mắt bên trong uy nghiêm nữ hoàng thái độ hiện ra hết không thể nghi ngờ. Ngươi nhận ra ta. Cô gái đôi môi khẽ mở, khẳng định nói. Chí Huyền coi như là chết mắt, nữ hoàng bệ hạ như vậy khí thế uy nghiêm, làm sao có thể không cảm giác được. Cái này dịch dung cô gái, lại chính là thượng giới nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt. Diệp Thần suy đoán cũng không sai, vì địa tâm Diệt Châu, nàng lại là đích thân đến cái này nho thần cốc. Ừ. Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng, một đêm này náo nhiệt, nàng đã xem đủ rồi, lúc này cũng không muốn lại nghe cái gì lời nói dối, nói thẳng, ngươi cố ý lưu lại ta, là muốn cùng ta nói gì? ngài cái này coi như hại chết ta, sư phụ đã thông báo. nếu như nữ hoàng bệ hạ tự mình đến, nhất định phải lấy cao nhất lễ phép khoản đãi, để cho ngài lãng phí một cách vô ích một đêm thời gian, là ta trí huyền nên bồi tội. ngươi nếu như nói những lời nhảm nhí này, đừng trách ta để cho nho tổ lại thiếu một tên học trò. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt lạnh như băng nhìn bằng nửa con mắt, con mắt sau đó tiết lộ ra vô thượng nữ hoàng uy nghiêm, lau một cái tử vi số mệnh thuật đã mơ hồ rơi vào nàng mi gian. nữ hoàng bệ hạ cần gì phải động khí ta bất quá là muốn cùng ngài nói một khoản giao dịch. Chí Huyền cũng sớm đã nghe Huyền Cơ Nguyệt tánh khí nóng này, lúc này vừa gặp lại là xác định không thể nghi ngờ. Ngươi lại nói nghe một chút. Huyền Cơ Nguyệt con mắt động một cái, đối với dụng ý của nàng, nho tổ thần điện dĩ nhiên là biết được, như là nho tổ thần điện tính toán nàng nhưng là không biết. Trên trời không có vô duyên vô cớ kỳ trâu, cái này địa tâm diệt châu cũng không phải là vật phàm, nho tổ thần điện vậy nhất định không biết làm mua bán lỗ vốn. Sư phụ nói, mặc dù hắn tu cũng là hủy diệt quy luật địa tâm diệt châu mười phần thích hợp hắn nhưng nếu như ngài đồng ý cùng ta nho tổ thần điện hợp tác hắn nguyện ý chấp tay muốn cho địa tâm diệt châu bây giờ ở đâu huyền cơ nguyệt lạnh như băng hỏi so với cái gọi là hợp tác nàng càng hy vọng hiện tại là có thể lập tức thấy địa tâm diệt châu địa tâm diệt châu ở nơi này nho thần cốc lòng đất chỉ bất quá bây giờ còn chưa có ra đời thôi chúng ta trước thời hạn tỏa ra tin tức thật ra thì cũng bất quá là vì muốn để cho nữ hoàng bệ hạ ngài trước thời hạn một bước đến thôi vì tìm ta huyền cơ nguyệt lộ ra lau một cái giọng mỉa mai thần sắc chỉ bất quá lúc này trên mặt nàng thuật dịch dung tồn tại nhìn hơi có chút cứng ngắc các ngươi nếu là thật có hợp tác thành ý vì sao không trực tiếp đem địa tâm diệt châu đưa đến ta nữ hoàng thần địa tới cái này ngài liền có chỗ không biết trí huyền thở dài lần này muốn hấp dẫn người có thể không chỉ là ngài còn có lân hồi chi chủ huyền cơ nguyệt ánh mắt ngay tức thì đổi được lạnh như băng mà tàn bạo giọng uy nghiêm ngươi nói là diệp thần đối với diệp thần là luân hồi chi chủ thân phận đối với rất nhiều thế lực sớm thì không phải là bí mật chí huyền gật đầu một cái xem ra nữ hoàng đại nhân đã biết được trước đây không lâu sư phụ ta tọa hạ hai người yêu nghiệt đệ tử cuồng sinh cùng thánh nghiệm trước đây không lâu mới vừa mất mạng giết chết bọn họ chính là đời này luân hồi chi chủ diệp thần là diệp thần giết bọn họ huyền cơ nguyệt lộ ra vẻ do dự có thể đánh chết nho tổ đệ tử xem ra diệp thần thực lực vậy đang nhanh chóng tăng lên như vậy gieo họa hận không được hôm nay liền đem hắn hoàn toàn đánh rơi có cái này hai vị sư huynh huyết hải thâm cừu ta nho tổ thần điện cùng diệp thần không trách không thôi chỉ bất quá sư phụ lão nhân gia ông ta có một phe kình địch ít ngày nữa liền muốn nghênh chiến thật sự là không cách nào giúp người ra đối phó diệp thần lúc này mới cam nguyện dâng ra địa tâm diệt châu xin phiền nữ hoàng đại nhân thay ta nho tổ thần điện trả thù trí huyền dứt lời ánh mắt lộ ra vẻ bi thương một bộ huyễn nhiên muốn khóc dáng vẻ thì ra là như vậy huyền cơ nguyệt hừ lạnh một tiếng diệp thần à diệp thần ngươi cái này gây rắc rối năng lực thật là làm người ta liếc mắt à? Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ bất quá ta có một cái điều kiện. Coi như là không có được địa tâm diệt châu, diệt thần cũng là huyền cơ nguyệt tất giết liền người, lúc này nếu như còn có thể cầm hắn đổi địa tâm diệt châu, thật là một hòn đá hạ hai con chim. Sư phụ cam kết qua, chỉ cần ngài đáp ứng, địa tâm diệt châu chỉ sẽ thuộc về nữ hoàng bệ hạ. Được, ta chỉ cần địa tâm diệt châu. Chí huyền lộ ra vẻ vui sướng, nhìn về phía huyền cơ nguyệt ánh mắt tràn đầy nho nhau muốn thử nếu như tại hạ suy đoán không tệ diệp thần người kia hẳn đã chui vào nho thần cốc huyền cơ nguyệt gật đầu một cái vì có thể hoàn toàn áp chế tu vi thân hình dung mạo nàng rất miễn cưỡng đem từ cảnh giới của mình cũng giảm thấp xuống lúc này ở chân bảo che giấu hạ chỉ có thể phát huy ra 50% uy năng để tỏ lòng ta nho tổ thần điện thành ý hy vọng nữ hoàng đại nhân cùng ta xem một tràng kịch hay Chí huyền một bộ ý vị sâu xa hình dáng nhìn huyền cơ nguyệt không nhịn được dáng vẻ vội vàng thu hồi mình vòng vo hành vi bổ sung nói chàng hảo hí này chính là liên quan tới lân hồi tri chủ huyền cơ nguyệt hừ lạnh một tiếng cái này nho tổ tọa hạ đệ tử thật sự là quá mức dính một cái hai cái cũng không có từng tiên nam nhi hào phóng chí huyền trong tay hiện ra một mảnh màu vàng kim hoa sen lúc này từng luồng lôi đình lực truyền bá trong đó một đạo bóng người màu đen đang co giúp ở bên trong kim liên cũi huyền cơ nguyệt ánh mắt nhỏ hơi nheo lại không nghĩ tới nho tổ lại đem điều này cũng cho chí huyền xem ra đối với tên đệ tử này rất là coi trọng trong này tống giam người có thể giúp chúng ta tìm được diệp thần vô tận lôi đình lực ở nơi này một mảnh kim liên bên trên văng tung tóe thoáng qua tới giữa vậy kim liên đã hóa là sáu xích vuông cũi tất cả màu vàng liên tin lúc này đang hóa thành từng đạo cũi thành lũy đem một người giam ở trong đó người nọ vốn là co giúp ở nhà tù một bên lúc này thấy cũi cửa mở ra vô tận vẻ mừng rỡ lan tràn ở mặt hắn gò má bên trên cả người này lên lên nhìn về phía trí huyền thần thái mặc dù dữ tợn đáng sợ nhưng lại có thể phân biệt ra được ẩn chứa trong đó vui vẻ ta có thể đi ra ngoài là tới thả ta đi ra sao huyền cơ nguyệt không nói gì nàng chân thực không nhìn ra người này cùng diệp thần có liên quan gì chỗ coi như là đời trước luân hồi chi chủ chắc cũng là cùng người này không có liên quan gì cuối nếu đã mở ra đó chính là đến ngươi rời đi lúc chỉ bất quá như thế mùi vị quen thuộc ở ngươi cửa này đặt vạn năm qua đã quên sạch sẽ sao Thủ oán nhân quả cũng đều ném ném sau ót sao chí huyền thanh âm lạnh như băng gõ ở đó cường giả thức hải bên trong cái này vô tận trong năm tháng chống đỡ hắn sống sót chính là cừu hận vậy cường giả nguyên bản ẩm ỉ vui sướng dần dần nhạt đi thân sắc thậm chí trở nên có chút như đưa đám dù là mãi mãi thời gian hắn vậy sẽ không quên người kia mùi vị như vậy ta nhẫn thủ đoạn là hắn cả đời sỉ nhục dược tổ ta cần thiết giết người từng luồng thị huyết tàn nhẫn mùi vị từ nơi này cuối bên trong tràn ngập ra hắn cả người hơi thở đổi được lạnh như băng mà thí sát vô tận màu máu ánh sáng đang từ hắn kỳ kinh bát mạch bên trong di động ra nơi này có hắn đang dược hơi thở cái này là máu cường giả ánh mắt đổi được sắc bén vô luận là ai chỉ cần dính liền hắn nhân quả ta cũng muốn giết hắn thả ta đi ra ngoài nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài